các nguyên tắc nhà nước khuyến khích các tổ chức cá nhân tham gia làm thiện nguyện giúp đỡ người khó khăn gặp thiên tai địch họa nhà nước cũng quy định hai cơ quan tham mưu về việc kiểm tra giám sát hoạt động này là ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc và hội chữ thập đỏ việt nam tuy nhiên pháp luật hiện hành chưa quy định cụ thể hoạt động huy động tiền thiện nguyện của các cá nhân tổ chức khác thế nào khâu cấp phát ra sao về quan điểm cá nhân tôi cho rằng cần khuyến khích làm từ thiện nhưng phải có nguyên tắc theo quy định pháp luật, ông Dung nói, từ thực tế những bất cập vừa qua, ông Dung cho biết, chính phủ đã ban hành Nghị định 93, đây sẽ là cơ sở quan trọng để các hoạt động vận động cứu trợ, thiện nguyện đi tới đây, đi vào nền nếp. Còn vừa qua, ai làm sai thì buộc phải xử lý. Báo cáo thêm với Quốc hội về nội dung này, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước cho biết, sau nhiều năm, thực hiện thì nghị định 64 đã bộc lộ một số nhược điểm, nhất là tính công khai, minh bạch cũng như các quy định liên quan đến phân phối, mở tài khoản, đăng ký vận động. Những nhược điểm đó của nghị quyết 64 theo Bộ trưởng Bộ Tài chính đã được khắc phục ở nghị định 93 với nhiều điểm mới như các quy định về phân bổ hàng hóa, tiền cho các đối tượng thụ hưởng, việc mở tài khoản theo từng đợt vận động cũng như sự công khai, minh bạch trong hoạt động vận động thiện nguyện những thông tin mới nhất liên quan đến hoạt động thống kê từ thiện của các địa phương về hoạt động thiện nguyện cứu trợ miền Trung của ca sĩ Thủy Tiên năm 2020 sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật khi có thông tin mới nhất. Tới đây, thời lượng của chương trình cũng xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!